Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt củ đậu màu củ dền nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình khoảng 300g củ đậu này. 300g củ đậu thì mình sẽ dùng vào đây là độ 150g đường nhé. Và nước củ dền thì các bạn có thể lấy củ dền mình xay ra, mình lọc lấy nước nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thái cái phần củ đậu trước các bạn nhé. Các bạn gọt vỏ củ đậu cho mình. Các bạn chuẩn bị một tô nước để mình thái củ đậu mình ngâm vào trong nước nhé. Mình thái thành những miếng vừa phải nhé. Cho cái nhựa củ đậu này nó ra bớt này. Các bạn có thể thái theo cách này của mình hoặc là mình thái nhỏ hoặc vuông đều được hết nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đun cái vớt của nước củ đậu này ra và đun nước củ dền nhé. Các bạn đun sôi cái nồi nước màu củ dền này đây. Đây, khi sôi rồi thì các bạn sẽ cho củ đậu vào cho mình. Các bạn đun sôi cho mình khoảng 2 phút nhé để cho nước củ dền này nó ngấm vào củ đậu. Rồi mình tắt bếp và mình để trong ngâm trong này khoảng độ 2 giờ để cho nó có màu củ dền các bạn ạ. Sau khi mình để củ đậu được 2 giờ các bạn nhé. Đây, mình đã ngâm củ đậu được 2 giờ, củ đậu nó đã có màu đỏ này rồi nhé. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần củ đậu này ra. Mình cũng để nghiêng cái phần củ đậu này nhé, để cho cái nước của củ đậu nó ra bớt đi. Đây, nước khi mình vớt ra nó chảy bớt đi, sau đó thì mình sẽ đem đi ướp đường. Đây, khi phần củ đậu đã róc nước rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào một cái tô các bạn nhé. Mình sẽ cho đường vào đây để ướp. 300g củ đậu này thì mình cho khoảng độ 150g đường nhé. Nếu bạn nào muốn ăn nhiều hoặc ít hơn thì tùy theo. Để muốn đường bám vào mặt củ đậu nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều đường, mà muốn ít thì mình bấm ít, còn đâu không có thì cứ hai phần củ đậu một phần đường là được.
Rồi bây giờ mình cũng khi đã ướp đều đường như thế này rồi, mình sẽ đậy lại và để cho nó tan chảy thành nước các bạn nhé. Thì mình sẽ đem đi xên. Các bạn đậy lại cho mình nhé, vào khoảng 6 giờ sau thì mình sẽ quay trở lại đem đi xên nhé. Các bạn, sau khi mình để mứt củ dền của mình được 6 giờ nhé. Đây. Nó đã ra nước hết như thế này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình đường đã tan chảy ra nước rồi, mình sẽ cho lên bếp mình xên khô lên là mình sẽ có món mứt củ dền của đậu màu củ dền nhé. Đây, mình sẽ cho phần củ đậu vào đây. Mới đầu này thì nó rất nhiều nước thì các bạn cho lửa to cho mình. Sau khi nào mà hơi nước nó đi hết, nó cạn ấy, thì các bạn sẽ giảm bớt lửa dần nhé. Cứ sôi là mình sẽ giảm lửa dần. Đây các bạn, nó đã sôi rồi nhé. Mình đun để cho nó bay hết cái phần hơi nước ra, thì sau đó sẽ giảm bớt lửa dần dần đi các bạn ạ. Sôi này là chúng ta cũng giảm bớt lửa rồi. Đây, bây giờ các bạn giảm bớt lửa đi cho mình nhé. Mình xên một lúc nữa là nó sẽ cạn hết nước thôi. Bây giờ là phần hơi nước nó đã toát đi hết rồi đấy các bạn ạ. Còn phần đường nó sẽ quánh lại. Thì các bạn giảm lửa cho với lửa nhỏ liu riu thôi nhé. Mình cho lửa nhỏ liu riu thôi. Để cho cái đường nó không bị cháy và nó bám đều trên mặt của miếng củ đậu nhé. Cái phần dưa chảo này xong nó sẽ... đường nó sẽ cái tủa trước các bạn ạ, khô trước. Đường nó quánh rất nhiều rồi đấy ạ. Bây giờ nó sẽ khô lại dần đấy, rất nhanh các bạn ạ. Thế các bạn, khi đường bắt đầu khô lại rồi các bạn nhé. Đường bắt đầu trắng bám vào thành và các miếng mứt nó đã bám đầy rồi nhé. Nên là mình cho nhiều đường nên là đường nó bám vào miếng mứt củ đậu rất nhiều. Các bạn tắt bếp đi cho mình nhé. Và mình để nguội một chút thì nó sẽ cứng ra. Đảo đều trên chảo này một đoạn nữa thôi. Đấy, mứt củ đậu màu củ dền nhé. Rất là có màu sắc rồi. Các bạn có thể làm màu sắc này để đón Tết cho gia đình nhà mình. Khô rồi nha. Rồi, bây giờ mình có thể cho ra đĩa là thưởng thức thôi. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây. Làm một đĩa mứt củ đậu nhé, màu củ dền rất thơm và ngon nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức đón Tết nhé. Mình có thể thái ra theo các kiểu đấy. Mứt đây nhé. Khi Tết đến chúng ta có thể làm các loại mứt cho gia đình nhà mình, không phải mua. Mà lại thơm ngon, dễ làm, dễ ăn, các bạn có thể làm trong một ngày là có được rất nhiều loại mứt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.
Với 300 g củ đậu thì các bạn dùng cho mình độ 150 đến 200 g đường nhé. Nếu 200 g đường thì màu đường nó bám lên rất nhiều, và ít hơn thì nó sẽ bám ít nhé.